Sau khi các bạn được mời này và confirm ở trong cái phần các bạn sẽ được confirm ở trong cái phần tôi mời các bạn ở đây này, collaboration collaborator này này. Thì các bạn sẽ thấy cái tên của mình ở trong này. Bây giờ cho cái repository là thiện TH PHP 1706 được chưa? Sau đó thì các bạn vào phần code. Vào phần code này. Tất nhiên chỉ có những cái bạn nào confirm rồi thì mới vào trong cái nhánh của tôi thiện TH PHP 1706 này. Vào phần code của nó. Ở phần master này, mỗi người tạo ra cho mình một cái nhánh, một cái brand ở đây này. Ví dụ tôi là tạo ra thiện TH gạch dưới dev, xong tôi enter xuống. Nó sẽ tạo ra một cái nhánh giống như ở phía dưới này của các bạn. Giống như cái nhánh ở dưới này của các bạn này, Trần Sách Hải cái gì Thao Thu Trang Việt Dev này này, Vương Nguyễn Dev này này, được chưa? Được chưa? Tạo ra thế rồi xong bắt đầu chúng ta bấm vào đây. Copy cái này. Copy cái này nhá. Sau đó chúng ta tiến hành mở Smart Git ra. Nếu mà chưa có thì cài. Chọn cái phần repository, chọn clone. Được chưa? Đây copy template thẳng vào đây, clone này. Hoặc các bạn chọn cái Bitbucket ở github.com này, vào cái mũi tên này chọn cái github.com này. Chọn github.com này. Sau đó nếu mà có master password thì các bạn gõ cái master password vào, không có thì thôi. Nó sẽ tự động nó bật ra cái này. Chờ một tí. Đấy, nhìn thấy không? Nó ra một đống của các bạn nhé. Nhưng mà tại cái tài khoản của các bạn nó sẽ nhìn thấy cái project của tôi. Được chưa? Bởi vì các bạn đã được đăng ký và là người phát triển cùng với tôi trong cái project này. Được chưa? Cho nên các bạn sẽ nhìn thấy cái thiện TH PHP 1706. Các bạn select nó đi. Sau đó continue. Chờ tí, continue này. Sang bên này continue tiếp. Chọn Library Web Server Document PHP 1706. Nói chung là vào cái chỗ nào mà thường thường là chúng ta sẽ vào là ổ C này, SAM này, htdoc 1706. Được chưa? Vào đấy. Xong các bạn finish nó. Là nó sẽ tự động nó tải cái project của các bạn về máy. Đây tải được 12% rồi này. Tôi tin vào máy tôi xịn. Nên nó sẽ nhanh. Đừng đùa chứ. Không phải thế chứ. Nên nó đang vận tải này 228 kilobit này. Ồ này nhưng mà đi tết. Đấy, tôi đến 17 rồi này. Thì tôi ăn hết băng thông của ông ạ. Clone nó về thì chúng ta sẽ thấy là ở trong cái thư mục vừa rồi của chúng ta, tí nữa nó clone xong nó sẽ tạo cho chúng ta cái thư mục là PHP 1706 ở trong này này, trong cái chỗ mà cái ổ mà các bạn chọn để cái repository ấy, được chưa? Nên để trong htdoc để mấy nữa chúng ta học PHP thì nó clone luôn vào trong đấy, thì chúng ta kéo code về và chạy bằng PHP luôn, được chưa? Nó dừng ở đây thật này. Chắc là trong này nó có lưu cả mấy cái ảnh nữa. Các bạn chờ một chút, kiên nhẫn một chút vậy. Tôi hâm lên là tôi bật 3G bây giờ này. Không, của tôi vẫn tỷ lệ kéo cao mà. Em còn có 8 kia này ạ. Phải lên B kìa. Đó, của mình lên mê rồi này. À đâu, đây là tổng số dung lượng tải được về. Bên này 20 kilobit đây này. Có khi mình phải phát 3G cho mình dùng được. Bởi vì hình như bài ở trong cái phần đấy nó là file ảnh. Và phải ảnh nên nó sẽ rất là lâu. Chả đi để tôi mua thêm 3G. Rồi xong. Đợi một chút, đáng lẽ cái này phải dạy hình nhạc.
Mới vào rồi, có nhanh hơn không? Cho tụt xuống con 9 này. Ba G rồi mà. Gì mà Quyên đã gửi một ảnh này trời. Để tôi xuống xem nào. Làm ơn hãy chọn một cái thư mục rộng hoặc tạo một cái project mới. Được chưa? Project này của bạn đã có rồi đúng không? Bây giờ bạn có thể là vào để bạn xóa hết nội dung đi. Đi luôn. Bậy thế nhỉ? Ảo à? Ảo rồi. Đen số. Để tôi clone lại. Các bạn nên cắm dây vào nhá. Mạng dây nó sẽ nhanh hơn. Đấy. Phải nhanh như này. Đấy. 600 kilobit trên giây. Đấy, xong rồi. Được chưa? Có đứa nào lấy password không? Ghi iPhone nhá. Pass là từ 1 đến 8. Được chưa? Tiếp tục này. Đây các bạn nhìn thấy một rổ không? Một rổ các nhánh các bạn tạo ra đây không? Được chưa? Một đống các cái nhánh các bạn tạo ra đây này. Được chưa? Bây giờ tôi sẽ tạo ra một cái nhánh là tôi cốt, tôi tự cốt, cứ cho là tôi đóng vai trò là các bạn đi. Được chưa? Tôi là các bạn. Bây giờ các bạn sẽ làm cái việc như sau này. Bây giờ các bạn muốn cốt trên cái nhánh của chúng ta, tức là chúng ta tự cốt và học bài trên lớp này. Được chưa? Chúng ta tự làm những cái thứ của mình. Thì ví dụ tôi vào nhánh của anh Văn. Được chưa? Kích nút vào, chọn check out. Nhánh của anh Văn. Được chưa? Thì bây giờ code ở trên nhánh của anh Văn ấy nó sẽ giống hệt code ở trên máy tôi. Ồ, đây. Giống hệt code ở trên cái nhánh chủ là cái nhánh master. Được chưa? Xong chưa? Giống hệt nhá. Sau đấy này, bây giờ ví dụ tôi mở cái code của anh Văn ra. Mở ra bằng cái thằng này. Ví dụ tôi tạo thêm một cái thư mục là L13. Rồi trong L13 tôi tạo thêm một file tên là index.html. Viết đây là HTML. Tab một cái. Rồi để này đi. Được chưa? Xong nhá. Bây giờ các bạn xem này. Nó sẽ có là track cái thằng L13, thư mục L13 file index.html. Được chưa? Chúng ta bấm vào commit. Bấm commit, bây giờ comment này bây giờ là create lesson 13 directory. Commit lên. Thế là bây giờ không có sự gì thay đổi gì nữa đúng không? Commit là trạng thái nó lưu tạm thời những cái file đã thay đổi ở trong project của chúng ta vào trong cái máy, vào trong cái phần mềm Git. Git này. Được chưa? Bây giờ các bạn xem ở trên server này. Tôi reload lại. Ở trên nhánh của tôi không có sự thay đổi gì đúng không? Được chưa?
Bây giờ tôi vào cái nhánh của anh Văn này, cũng không có sự thay đổi gì đúng không? Chắc chắn rồi, không có sự thay đổi gì. Bởi vì tôi mới chỉ là lưu tạm thời cái trạng thái những cái file đã thay đổi ở trên máy của tôi thôi, ở trong Git, ở trong máy của tôi thôi. Bây giờ tôi đẩy lên này, thì các bạn bấm vào push, push, đẩy lên. Đấy, nó đang ghi đấy, đang ghi trên trên Git đấy. Được rồi, xong. Bây giờ các bạn vẫn ở trong nhánh anh Văn này, thấy không? Reload, sẽ nhìn thấy cái thư mục L13. Xong chưa? Nhưng mà các bạn quay lại cái nhánh master và cái nhánh của tôi ấy, thì các bạn chẳng có cái gì, không có sự thay đổi. Thấy không? Thấy không? Không có sự thay đổi. Tức là chúng ta làm gì với cái nhánh của bản thân mình thì chẳng liên quan gì đến cái nhánh khác cả. Được chưa? Chẳng liên quan gì đến cái nhánh khác cả. Các bạn thích cốt rời, cốt biển thì các bạn cốt. Ở trong đấy là việc của các bạn. Được chưa? Tiếp theo này, bây giờ anh Văn tạo ra cái thư mục L13 làm một cái ví dụ giống như tôi trên lớp rồi, nhưng mà tôi chưa kịp cốt. Được chưa? Tôi chưa kịp cốt gì cả. Thì tôi sẽ tiến hành là, ví dụ là tôi đi, thì tôi sẽ tiến hành chuyển về cái nhánh master của tôi. Đây là tôi là người chủ cái nhánh master này, tôi mới cốt. Được chưa? Thì ở trong này các bạn sẽ thấy là ở trong cái project của chúng ta nó sẽ bay mất cái thư mục L13. Đúng không? Đấy là chứng minh cái việc là nhánh của các bạn không ảnh hưởng đến nhánh của tôi. Tiếp theo này, tôi sẽ tạo ra một cái thư mục tên là L13 đi. Cũng tạo ra L13. Sau đó chúng ta tạo, tôi cũng tạo ra một cái file mới tên là index.html. Rồi, index.html này tôi code HTML. Ở đây tôi code nhiều hơn anh Văn đúng không? Được chưa? Tôi xếp lại. Bởi vì tôi là nhánh chính của tôi, đích quan tâm đến thằng anh Văn nó code cái gì. Và ở hiện tại ở cái lớp này tôi không quan tâm đến các bạn code cái gì. Các bạn phải theo tôi chứ tôi không phải theo các bạn đúng không? Được chưa? Bây giờ xong tôi tiến hành tôi, các bạn sẽ lại thấy là cái này nó thay đổi đúng không? Tôi commit và tôi đẩy lên trên. Update lesson 13. Xong, tôi đẩy lên trên. Xong chưa? Rồi xong rồi nhá. Bây giờ các bạn sẽ vào cái nhánh master, các bạn reload lại. Sẽ nhìn thấy cái thư mục L13 xuất hiện ở trên này. Được chưa? Thì coi như là tôi đang code ở trên lớp, tôi demo cho các bạn. Sau đó nhưng mà các bạn code theo, nhưng mà đến một đoạn nào đấy các bạn không theo được nữa. Ví dụ như Văn Anh là code được có mỗi một dòng thôi, nhưng mà thầy code nhanh quá không theo được nữa. Nhưng mà bây giờ là xong một phần rồi, anh Văn vẫn muốn lấy cái code của tôi về trong máy để chạy, đúng không? Thì anh Văn phải làm như nào? Thì làm như sau này. Đầu tiên anh Văn vào nhánh master, check out cái nhánh master. Được chưa? Nhớ nhá, check out cái nhánh master, sau đó kéo code về là chúng ta sử dụng pull để lấy code từ trên server về. Pull về. Xong. Đây là code mới nhất nằm trên nhánh master, được chưa? Tiếp theo này, bây giờ muốn update code ở trong nhánh anh Văn này, check out lại cái nhánh anh Văn. Được chưa? Tốt nhất là cứ pull code về, cứ check out cái gì là pull code mới nhất về, không có gì thay đổi kệ nó. Được chưa? Để đảm bảo an toàn thì cứ pull code mới nhất về. Tất nhiên ở đây nó không thể có sự thay đổi gì này. Bây giờ tiếp theo này, bây giờ update code từ nhánh của tôi vào nhánh của anh Văn. Thì chúng ta chuột phải vào đây. Được chưa? Chuột phải vào cái nhánh mà các bạn muốn ghép code ấy. Chọn merge. Được chưa? Merge là ghép mà. Merge xong rồi check vào cái, kích vào cái merge to working tree. Được chưa? Nó sẽ báo là merge fail return code 1. Đây là nó nhảy báo là hai thằng này đang cùng sửa trên một file. Được chưa? Đừng sợ cái việc này. Không có gì phải sợ cả. Chúng ta kích đúp vào. Nó sẽ mở chúng ta cái chỗ để ghép code. Được chưa? Đây là code của nhánh anh Văn này. Hour là chúng ta là nhánh anh Văn đúng không? Xe là nhánh của họ. Thì đây là nhánh master này. Cứ bên trái là của mình, bên phải là của họ. Được chưa? Sau đó nó sẽ mở tạm vào. Ở đây mở tạm tức là nó lấy cái code của anh Văn, nó đẩy lên trên, code của tôi nó đẩy xuống dưới. Bởi vì nó không ghép được hai thằng này cùng sửa trên một dòng đầu tiên, cho nên nó sẽ không ghép được code vào với nhau. Thì bây giờ nếu mà anh Văn muốn lấy code của tôi thay thế vào thì tiến hành là mở write. Gì đây? Từ từ xem nào. Đây. Chúng ta take write
là tất cả code sau đấy ở trong cái file mà bị conflict là file index.html sẽ lấy trong code của tôi. Được chưa? Chúng ta có thể là take left, Ctrl Z lại. Chúng ta có thể là take left thì toàn bộ cái nội dung cái file đấy sẽ lấy của anh Văn. Được chưa? Ngoài ra chúng ta có thể là sửa code của tôi và anh Văn chồng lên nhau bằng cách như sau. Xóa cái này đi. Xóa phần này đi. Xóa hết những cái phần head here, các thứ các kiểu gạch ngang đi. Thì bây giờ trang của tôi sẽ là có HTML của anh Văn này. Nó nằm trước cái doctype.html của tôi. Tôi xóa nốt cái phần này đi nhé. Nhớ xóa nốt cả phần này đi. Xong. Bây giờ Ctrl S để xếp xuống. Và chúng ta tiến hành là tắt cái màn hình này đi. State vào. Hết conflict. Được chưa? Hết conflict này. Sau đó chúng ta có thể kích vào đây và tiến hành commit code. Đây này, chúng ta nhìn thấy không? Merge brand master vào trong cái nhánh anh Văn Dev. Conflict ở file là L13 index. Chúng ta đẩy lên trên. Đẩy lên trên. Xong. Bây giờ ở trong cái nhánh của tôi nó chẳng liên quan gì cả. Nó vẫn là code của tôi. Được chưa? Thấy không? Nó vẫn là code của tôi. Nhưng mà tôi chuyển sang nhánh của anh Văn sẽ là code đã được mượn. Thì đây sẽ là tài sản của các bạn. Được chưa? Còn đừng có thằng nào nghịch dại mà đẩy code từ nhánh của mình vào nhánh master nhá, tôi đập cho đấy. Được chưa? Tất nhiên là tôi cũng không cho phép các bạn làm cái việc đấy. Bằng cách tí tôi sẽ setting cho các bạn không được phép mượn code từ nhánh của các bạn vào nhánh master. Còn các bạn có quyền được mượn code từ nhánh master về nhánh của mình để trở thành code mới nhất theo tôi. Được chưa? Các bạn thích commit, thích đẩy cái gì lên trên cái nhánh của các bạn thì tôi không quan tâm. Được chưa? Miễn là chúng ta có kiến thức học ở đầu là được. Được chưa? Còn cái nhánh của tôi ấy thì không ai được động vào. Vậy thôi. Được chưa nhỉ? Sau này khi các bạn đi làm ở các cái team, khi đi làm ấy nó cũng vậy. Nó cũng y xì kệt như vậy. Đó là cái nhánh master sẽ là nhánh sẽ được deploy lên server, lên hệ thống. Còn cái nhánh dev của chúng ta, mỗi một cái nhiệm vụ chúng ta được nhận, mỗi một cái task chúng ta được nhận ấy, thì chúng ta tự động, chủ động tạo ra một cái nhánh mới để code cho cái nhiệm vụ chúng ta được giao. Vậy thôi. Được chưa nhỉ? Sau đó code xong thì lại đẩy ngược code về nhánh master. Bằng cách như nào? Nếu mà bây giờ tôi thấy anh Văn thấy là code xong rồi nha. Ví dụ bây giờ anh Văn làm cái nhiệm vụ là tạo ra template cho project, được chưa? Thì anh Văn có thể code như sau. Thấy nó thay đổi code không? Xóa đi này. Bây giờ code là hello thầy phẩy em xong rồi. Ví dụ thế. Xếp xuống, được chưa? Cứ có bất kỳ cái sự thay đổi gì nó sẽ bắt và nó sẽ tiến hành là chúng ta sẽ tiến hành là đẩy lên trên. Nếu mà xong rồi thì đẩy lên trên. Đẩy lên trên này, code nhánh này nhánh anh Văn đúng không? Được chưa? Nhánh này nhánh anh Văn này. Đây tôi nói phần mở rộng là phần sau này chúng ta đi làm nhá. Xong rồi này. Bây giờ anh Văn đã được thay đổi cái file này là hello thầy em xong rồi này. Được chưa? Tiếp theo nếu mà muốn code của mình được mượn vào trong cái nhánh master kia kìa, thì chúng ta phải tạo pull request. Tạo pull request, new pull request này. Đẩy từ nhánh anh Văn dev vào nhánh master. Được chưa? Và tạo pull request test. Tất nhiên là sau này khi comment thì chúng ta phải viết tử tế vào chứ không ai viết nó bậy bạ như này. Create pull request. Xong. Đẩy xong rồi đấy. Và tôi sẽ là cái thằng nhìn thấy là có merge không. Tôi sẽ là người quyết định là có merge code của các bạn vào trong cái nhánh của tôi hay không. Thì bây giờ tôi quyết định là merge. Confirm. Rồi xong. Tại thời điểm này, nhớ nhá, tại thời điểm này thì code ở nhánh chính của tôi mới giống code của anh Văn. Đây. Hello thầy em xong rồi. Được chưa? Và bây giờ các nhánh khác tiến hành merge code về máy của mình đi. Nếu mà đã check out xong rồi, tôi đẩy về master để tôi làm việc tiếp trong bài ngày hôm nay. Được chưa?